Thưa quý vị, Tết đến xuân về là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Và đây có lẽ là thời khắc thiêng liêng nhất cho tất cả mọi lời chúc. Trung Trần xin được gửi đến toàn thể giao quyến cùng quý anh chị và các bạn lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.